One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 2. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến vừa xảy ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Đầu tiên, quân đội Ukraine trong ngày hôm qua đã thực hiện một đợt tấn công tên lửa nhắm vào bán đảo Crimea. Theo như Bộ Quốc phòng Nga, thì người Ukraine đã sử dụng đến 20 quả tên lửa, nhưng toàn bộ đều đã bị bắn rụng, hầu hết ở Biển Đen. Số còn lại cụ thể là 3 chiếc thì bị bắn hạ trên bầu trời thuộc khu vực bán đảo. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Sau đó, chúng ta tiếp tục có được thông tin về một đợt tấn công nữa của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, lần này họ đã sử dụng máy bay không người lái hải quân và thành công phá hủy một chiếc chiến hạm của hạm đội Biển Đen. Ta sẽ cần thảo luận rõ hơn về việc này. Cùng xem video, không phải là một chiếc máy bay không người lái mà là rất nhiều chiếc đã lao vào con tàu từ nhiều phía. Ban đầu thì chỉ thành công xuyên thủng nó, nhưng sau đó do bị thiệt hại quá nặng nên con tàu đã chìm hoàn toàn. Có một thứ mà bạn cần phải hiểu, việc đánh chìm một chiến hạm như thế này trên thực tế không phải là mục tiêu hàng đầu của quân đội Ukraine, mà có thể chỉ là mục tiêu thứ hai hoặc là thứ ba gì đó. Chúng ta sẽ cùng giải thích ngay bây giờ. Di chuyển về vùng biển tập trung lực lượng của hạm đội Biển Đen. Đây là Ivanovets, chiến hạm bị quân đội Nga đánh trúng. Quân đội Nga có rất nhiều loại hình tương tự như R-109, R-71, R-239 hay R-60. Ngoài ra họ còn sở hữu rất nhiều tàu ngầm. Vậy điều mình muốn nói ở đây là đúng là việc bị đánh chìm một chiếc chiến hạm trong khoảng thời gian này là một mất mát lớn đối với hạm đội Biển Đen nói riêng và quân đội Nga nói chung. Tuy nhiên, quan trọng hơn ở đây là phải nhắc đến chính là thiệt hại về người. Vì một chiếc chiến hạm như Ivanovets có tổng sức chứa lên tới 41 thủy thủ, không phải là một con số nhỏ. Do đó bạn có thể hỏi, thế thì mục đích thực sự của quân đội Ukraine khi thực hiện đợt tấn công này là gì? Chính là với mục đích truyền thông. Nhưng để hiểu hơn, thì ta có thể cần quay về Kiev để tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra ở bộ máy của đất nước này, cụ thể là mâu thuẫn giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zelensky. Tờ CNN đăng tải một bài viết với tiêu đề Zelensky chuẩn bị tuyên bố sa thải chỉ huy hàng đầu của Ukraine trong vài ngày tới khi rạn nứt gia tăng vì chiến tranh, như nguồn tin cho biết. Thậm chí có một số bên còn cho rằng không tính theo ngày mà chỉ tính vài giờ đồng hồ thôi, thì Tổng thống Zelensky sẽ làm điều này. Vậy có thể nào ngay thời điểm hiện tại thì ông đã và đang ký kết các văn bản tuyên bố chính thức sa thải tư lệnh Zelensky và giờ thì chúng đang được chuyển từ văn phòng này sang văn phòng khác để hoàn tất thủ tục. Vậy việc này thì liên quan gì đến đợt tấn công vừa rồi của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea? Thực ra thì không phải Zelensky mà chính xác là người lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc tấn công này là Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirilo Bodanov. Bên cạnh ông thì còn có một người nữa, hiện đang được cho là sẽ là ứng cử viên sáng giá thay thế cho vị trí Tổng tư lệnh Zelensky trong trường hợp ông ta bị cách chức, là tư lệnh lực lượng lục quân Oleksandr Shesky. Cách đây vài ngày thì chúng ta nhận được tin tức cho biết Bodanov và Shesky từ chối thay thế vị trí của tư lệnh Zelensky và chúng ta đều hiểu tại sao. Bởi vì quân nhân Ukraine rất kính trọng Zelensky, do đó họ sẽ không chấp nhận việc một cá nhân khác thay thế cho vị trí này, mà lại đến từ một bộ phận không can thiệp trực tiếp vào chiến trường như là cục tình báo. Đó là lý do tại sao người Ukraine quyết định trì hoãn từng ngày và đến hôm nay họ mới thực hiện đợt tấn công tên lửa này. Thế là giờ Bodanov đã trở thành một vị anh hùng, vì giờ các binh sĩ trên chiến trường đã biết nhiều hơn về ông ta. Ông ta đã có được rất nhiều thành tựu như là phá hủy cây cầu ở Crimea, bắn hạ vô số chiến đấu cơ của Nga. Ngoài ra còn là sát hại vô số sĩ quan và một số cá nhân đứng đầu như thị trường tại các khu vực mà Liên bang Nga đã kiểm soát. Đó chính là lý do tại sao quân nhân Ukraine sẽ chấp nhận Bodanov ít nhất là trong hôm nay khi họ còn đang kinh ngạc trước những thành tựu mà ông đạt được cho Ukraine. Vậy nên, mình cho rằng ngay trong ngày mai, tư lệnh Zelensky sẽ bị cách chức vì hai sự kiện này không thể được cùng làm chỉ trong vòng một ngày. Một điều nữa mà bạn cần phải hiểu về mâu thuẫn giữa tư lệnh Zelensky và Tổng thống Zelensky. Phải nói rằng, Ukraine không còn cần sự phục vụ của Zelensky nữa. Bạn có thể hỏi rằng tại sao lại như vậy? Vì Zelensky giống như Gerasimov của Liên bang Nga. Gerasimov là Tổng tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, ngoài ra còn là tư lệnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tức là ông là nhân tố chính góp phần làm nên những bước tiến của quân đội Nga đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên,
Theo như học thuyết của quân đội Ukraine, khi họ quyết định không tấn công ở bất kỳ khu vực nào và chuyển sang trạng thái phòng thủ nhằm giữ vững lãnh thổ càng lâu càng tốt, thì họ lại không cần Zaluzhny. Đúng là tư lệnh Zaluzhny là một người rất dày dặn kinh nghiệm, nhưng vào thời điểm này thì Ukraine không cần nó. Mà đây chính xác là khoảng thời gian cho Budanov vượt lên để trở thành một ngôi sao do ông ta là đại tướng của chiến dịch quân sự đặc biệt. Nếu như quân đội Ukraine chuyển sang trạng thái phòng thủ, tất nhiên, mục tiêu của họ trong giai đoạn tiếp theo sẽ là các cuộc tấn công khủng bố, phá hủy các cây cầu, băng qua biên giới với các nhóm phá hoại hoặc là phá hủy các nhà máy phát điện của Liên bang Nga. Cũng có thể ám sát một cá nhân nào đó quan trọng. Đây chính là giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chủ yếu tập trung vào hai thứ. Đầu tiên là phòng thủ. Ở khoảng này thì tư lệnh lực lượng lục quân Sersky sẽ là người đảm nhiệm, còn vai trò thứ hai là tấn công do Budanov phụ trách. Ám sát, giết chóc, tấn công khủng bố và phá hủy không chỉ nằm trong phạm vi của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng ta sẽ còn có thể thấy những đợt tấn công nhắm vào chiến hạm của quân đội Nga ở đâu đó như châu Phi, thậm chí là cả các cơ sở hạ tầng ở Syria hay Iran, Biển Đỏ và còn rất nhiều nơi khác, miễn là Budanov có thể với đến. Ông ta là con người phù hợp hoàn hảo cho việc vận hành những công việc này. Phải nhấn mạnh rằng trên đây chỉ là góc nhìn cá nhân của mình. Vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi xem mình đúng hay là sai. Quay trở lại với các tin tức trên chiến trường, như chúng ta đã cùng thảo luận trong bản cập nhật trước, trong video này là một cuộc đụng độ tầm gần giữa binh lính của cả hai phe. Theo như người đăng tải video này lên, thì khi đó quân đội Nga đã quyết định chủ động rút lui. Có nhiều người đưa ra quan điểm rằng họ không nhìn thấy binh lính Ukraine trong video, vì thế chúng ta sẽ không thể nói rằng quân đội Ukraine đang ở đây. Đây là một luận điểm hoàn toàn chính xác, tuy nhiên hãy xem kỹ video này một lần nữa. Cùng để ý vào con trỏ chuột của mình, binh lính đang chạy này, anh ta chạy dịch sang bên phải. Đây là binh lính đầu tiên, đây là thứ hai. Rồi sau đó anh ta bắn từ phía bên này sang phía bên kia, mà hiển nhiên là khi một binh lính Nga cầm súng trường và ná đạn thì chắc chắn anh ta phải nhắm vào một ai đó, chứ không phải là tấn công một khu định cư hay ở tận bên kia bờ sông. Vì thế mình có thể khẳng định rằng ở khu vực này có quân binh Ukraine hoặc là một đơn vị nào đó mà quân đội Nga cần phải tiêu diệt. Ta sẽ chưa thay đổi hệ thống bản đồ, tuy nhiên sẽ chú ý đến khu vực này vì có thể một điều gì đó rất thú vị đang xảy ra. Ở Zaporizhia thì không có tin tức gì đáng chú ý. Chỉ có một vài video cho thấy các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga nhắm vào các khu vực công sự của quân đội Ukraine tại phạm vi phía nam Robotyne. Di chuyển đến Vermesky, một video với nội dung là các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào giao lộ này. Trong thời gian qua, chúng ta đã cùng thảo luận về những bước tiến của họ thành công mở rộng phạm vi kiểm soát lên phía bắc Priozhne. Và giờ thì họ đang có ý định tiến sâu hơn nữa về phía đông. Dựa vào video thì có vẻ như người Nga đang định chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này để có thể tiếp cận gần hơn nữa Staromayskoye. Đến với Nam Donetsk, như đã cùng thảo luận, chúng ta nhận được một video được đăng tải bởi lữ đoàn cơ giới hóa số 72. Họ đang chống trả lại một đợt tấn công từ quân đội Nga. Người Nga đã sử dụng rất nhiều xe tăng trong lần này, và quân đội Ukraine cũng đã thành công gây thiệt hại cho đa số, thậm chí là phá hủy với máy bay không người lái. Tuy nhiên, việc này đã không làm chậm các bước tiến của quân Nga. Nếu dựa trên các vị trí đã được xác minh với những chiếc xe bọc thép đã bị phá hủy, thì quân Nga đã di chuyển như thế này. Họ xuất phát từ Slodkhe, đi xuống phía nam, sau đó rẽ sang trái, tiếp tục di chuyển dọc theo khu vực này, rồi hướng lại về phía bắc. Hiển nhiên là cung đường di chuyển của họ đã phải được đảm bảo an toàn, tức là phạm vi lãnh thổ xung quanh đã thuộc về người Nga. Vì thế, mình đã cập nhật lại hệ thống bản đồ. Đối với Novomykhailivka, sau khoảng 2, 3 hoặc là thậm chí là 4 tuần tạm dừng, thì cuối cùng quân đội Nga cũng đã phát động lại những đợt dội hỏa lực nhắm vào khu vực phía nam khu định cư, tức là phạm vi nghĩa trang cùng với các nông trại. Thực tế thì trước đây họ đã chiếm đóng được chúng rồi, nhưng về sau đã buộc phải rút lui. Vậy thì mình cho rằng sớm thôi người Nga sẽ tổ chức các đợt đẩy trực diện một lần nữa. Tại sao lại như vậy? Do ở khu vực phía bắc, trong hôm nay rất nhiều mapper từ thân Nga, thân Ukraine cho đến trung lập, dù chưa có các video xác minh vị trí nhưng đã cập nhật hệ thống bản đồ của họ cho thấy quân đội Nga chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này, tức là 3 trên 4 cứ điểm phòng thủ trọng yếu của quân đội Ukraine tại đây đã bị chiếm đóng. Nếu như tin tức là đúng thì lúc này người Nga đã có thể tổ chức tấn công thẳng vào Novomykhailivka từ phía bắc, nhưng chắc chắn họ sẽ chưa làm nó ngay trong ngày mai, mà đầu tiên sẽ là đẩy sâu hơn về phía tây để có thể chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn hàng cây này, rồi sau đó mới tổ chức những đợt đẩy nhắm trực tiếp vào ngôi làng, đồng thời cũng sẽ mở ra những mũi tấn công từ phía đông và phía nam. Toàn bộ các cập nhật đều cho chúng ta thấy rằng
quân đội Nga sắp hoàn tất quá trình bao vây Novomikhailivka để ép cho lữ đoàn cơ giới hóa số 72 buộc phải rút lui, do mình nghĩ rằng họ sẽ không thể nào tiếp tục giữ vững được khu định cư này dưới áp lực khủng khiếp như vậy. Còn có một cứ điểm phòng thủ nữa của quân đội Ukraine tại mặt trận này là đây. Tuy nhiên, nó không đóng vai trò gì trong việc bảo vệ Novomikhailivka mà chỉ để che chắn, ngăn không cho quân đội Nga đánh vào Bobrynka từ đông nam mà thôi. Đối với Mariinka, chúng ta nhận được một video rất đáng lưu tâm. Quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái thả lựu đạn vào bên trong một chiếc xe bọc thép đã bị quân đội Nga bỏ lại. Ở trên hệ thống bản đồ thì chính là địa điểm này. Vậy nó có nghĩa là gì? Hiển nhiên là quân đội Nga sau khi di chuyển được đến đây thì đã bỏ lại thiết giáp của họ để triển khai bộ binh, di chuyển dọc theo hàng cây xuống phía dưới cũng như lên trên nhằm chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ này. Nhưng chúng ta chưa biết có video hay bất kỳ thông tin nào cho biết người Nga có thành công đạt được mục đích này hay không. Do đó hãy cùng chờ xem các tin tức mới. Di chuyển đến Odessa, chúng ta không nhận được thông tin gì mới ở mặt trận phía Nam mà chỉ có một video ở trung tâm thành phố cho thấy các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga. Họ đang kiểm soát tất cả mọi thứ đến và đi khỏi thành phố. Tuy nhiên, video này không quan trọng mà quan trọng nhất phải là khu vực hậu cần chính của quân đội Ukraine nằm tại giữa hai khu định cư Mrynohorod và Boskros. Người Ukraine sử dụng nơi này để tích trữ quân binh cũng như khí tài. Ngoài ra, còn là để điều phối lực lượng ra khắp nơi. Chúng ta có hai video. Video đầu tiên cho thấy một đoàn tàu vừa dừng lại ở nhà ga. Rất nhiều quân binh Ukraine đang xuống tàu. Tuy nhiên, hoạt động này đã bị quân đội Nga phát hiện ra. Họ tấn công vào bằng tên lửa Iskander và đã thành công tiêu diệt toàn bộ. Video thứ hai thì cũng liên quan đến tên lửa, nhưng lần này là hậu quả của nó. Đây là một khu vực tập trung lực lượng tạm thời của quân đội Ukraine ở Mykolaiv. Và những gì bạn đang chứng kiến chính là kết quả sau một quả đạn Tornado S chạm đất. Nhưng thực ra hai video này cũng không có gì quá quan trọng. Nếu như chúng ta lùi thời gian về đầu tháng thì có thể thấy quân đội Nga dồn nhiều hỏa lực vào khu vực này đến như thế nào. Trong tháng trước có rất nhiều bài đăng được đưa lên cho ta hiểu chi tiết hậu quả của những đợt tấn công tên lửa nhắm vào Mrynohorod và Pokrovsk. Ví dụ như đây, một khu vực tập trung lực lượng tạm thời nữa của quân đội Ukraine đã bị phá hủy dưới sức công phá của một quả tên lửa Iskander. Bức hình này cho chúng ta một góc nhìn rõ hơn. Dịch một chút về phía bắc là một tòa nhà bị phá hủy vào 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương trong ngày 28 tháng 1. Dịch tiếp về phía bắc lại là những bài đăng nữa. Phải nói là vô số tòa nhà ở hai khu định cư này đã bị phá hủy. Đây không phải là đợt tấn công bằng tên lửa Iskander, mà chính xác là một cơn mưa Iskander trên bầu trời Mrynohorod và Pokrovsk. Điều đáng buồn duy nhất ở đây chính là ở khu vực này vẫn đang còn người dân Ukraine đang sinh sống. Các khu định cư này tương đối xa tiền tuyến, do đó sẽ không nằm trong diện cần phải sơ tán. Nhưng dù sao, dưới tần suất dày đặc của các đợt công kích đến từ người Nga, thì mình nghĩ người dân Ukraine tại đây vẫn nên bỏ chạy thì tốt hơn. Nếu như mọi thứ tiếp tục biến chuyển theo chiều hướng như thế này, thì sớm thôi, Mrynohorod và Pokrovsk sẽ không được coi là một khu vực hậu cần của quân đội Ukraine nữa, mà sẽ là tiền tuyến nơi cả hai phe nổ ra những cuộc giao tranh. Di chuyển đến Bakhmut, quân đội Nga tiếp tục tiến công vào phần bên dưới của ngọn đồi 215.7, với rất nhiều máy bay không người lái. Tuy nhiên, tình hình trên mặt đất thì chưa có gì thay đổi. Một video khác ở Ivanetske được đưa lên từ biệt đội Kamaton Amas trực thuộc quân ở cũ. Họ tổ chức một đợt tấn công nhắm vào phạm vi phía đông ngôi làng. Tuy nhiên, mình không xác định được thời điểm xảy ra video này là từ lâu hay mới gần đây. Dù sao thì theo như một số nguồn tin khá đáng tin cậy, ví dụ như Rybak, thì quân đội Nga hiện đã thiết lập được những cứ điểm phòng thủ nhất định bên trong ngôi làng. Vì thế, mình tin rằng càng ngày chúng ta sẽ càng nhận được nhiều thông tin mới hơn ở đây. Đối với khu vực phía Bắc, quân đội Nga tiếp tục cố gắng đánh vào phòng tuyến của quân đội Ukraine ở khu vực đường dây, nhưng thực sự chúng quá vững chắc. Do đó, đến thời điểm này thì người Nga vẫn chưa thể xuyên thủng được hàng rào phòng thủ của kẻ địch. Chúng ta có hai video khá thú vị ở cánh rừng nằm giữa khu rừng Bosky và Ivanetske. Video đầu tiên cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào phạm vi này bằng hệ thống nhiệt đáp hạng nặng TOS hoặc là tên lửa đa phóng. Dịch xuống phía Nam thì cũng có một video với nội dung tương tự như vậy. Trong hôm qua, cũng ngay tại địa điểm này, mình cũng đã nói về một video cho thấy quân đội Nga sử dụng bom chùm RBK-500, tức là người Nga đang dồn sự chú ý nhất định của họ vào khu vực này. Vì thế, có khả năng là quân đội Nga đang có ý định mở một chiến dịch tiến công đánh vào đây nhằm chia đôi đường rừng Bosky và Ivanetske ra làm hai phần, để từ đó có thể công kích riêng biệt vào mỗi nơi. Một điều khác để củng cố cho luận điểm này là hiện tại người Nga vẫn chưa thể xuyên thủng các cứ điểm phòng thủ của quân đội Ukraine ở tuyến đường sắt, do đó việc đánh vào từ hướng khác là một điều nên cân nhắc. Ngoài ra, ta còn nhận được một video nữa ở Bohdaniska cho thấy quân đội Ukraine thực hiện một đợt phản công tại hàng cây này.
Có vẻ như họ đã thành công ép lui được lực lượng Nga ở đây, hoặc là người Nga tự ý rút lui để dồn xuống phía dưới. Điều này chúng ta chưa thể xác nhận được. Di chuyển đến Bilohorivka, quân đội Nga tiếp tục thực hiện chiến dịch nhắm vào khu định cư này. Nhiều nguồn tin cho rằng người Nga hiện tại đã chiếm đóng hoàn toàn khu công nghiệp, nhưng mình chắc chắn rằng đây chỉ là những suy đoán. Quân đội Nga chưa thể đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực, vì hiện tại hỏa lực của quân đội Ukraine từ bãi đổ rác vẫn cho phép họ kiểm soát mọi thứ. Vì thế không có cơ hội gì cho quân Nga vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, kể từ hôm nay thì chúng ta bắt đầu nhận được những video cho thấy tên lửa đa phóng của Nga công kích vào khu vực trung tâm Bilohorivka. Ví dụ như video này khi một kho đạn đã bị phá hủy, nó bốc cháy, sau đó thì một vụ nổ thứ hai đã xảy ra. Người Nga đang thực sự nghiêm túc đối với khu vực này và khả năng cao là họ sẽ chiến đấu cho đến từng binh lính cuối cùng. Các tin tức quan trọng nhất ở đây đến từ khu vực lân cận dòng sông Zarybas. Có thông tin cho biết quân đội Nga đã tiến vào Toshke bằng cách tổ chức một mũi tấn công như thế này, và mục tiêu của họ là chia tiền tuyến ở đây ra làm hai phần, để từ đó giải quyết từng phần một. Nhưng hiện tại chúng ta chưa có video xác minh nào. Đối với các cánh rừng lân cận Chori thì cũng chưa có video nào được đăng tải. Tuy nhiên, có nhiều mapper, trong đó có vài mapper rất đáng tin cậy, đã cập nhật hệ thống bản đồ của họ cho thấy quân đội Nga chiếm thêm một vùng kiểm soát như thế này. Nếu là như vậy thì lại có một bước tiến nữa cho người Nga. Và đây là khu vực tiền tuyến đang có biến chuyển nhanh nhất. Nếu như cứ duy trì tốc độ hiện tại thì sớm thôi, quân đội Nga sẽ đặt những bước chân đầu tiên của các khu vực định cư nằm dọc theo dòng sông Zarybas. Đối với khu vực Krokomane và Tabaska, đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch của quân đội Nga ở khu vực này được triển khai. Quân đội Ukraine đưa lên một video cho thấy các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của họ nhắm vào những vị trí của quân binh Nga. Nó đồng thời xác nhận được cả hai điều, một là các bước tiến của người Nga, và hai là họ vẫn chưa thể tiếp cận cứ điểm phòng thủ này của kẻ địch. Tức là hệ thống bản đồ đang khá trùng khớp với thực tế. Đối với Sinkivka, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào khu vực phía bắc ngôi làng. Lần này thì họ sử dụng phương pháp đặt mìn từ xa. Như bạn có thể thấy, quân đội Nga đang cố gắng gia tăng phạm vi bao vây khu định cư này với nhiều chiến thuật khác nhau. Thế nhưng một vài nguồn tin thì họ vẫn đang tiếp tục tiến sâu ở cánh rừng phía tây, và giờ thì đã chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này. Tuy nhiên, chúng ta không có video xác minh nào. Nhắc lại một lần nữa rằng người Nga đang cố gắng gia tăng phạm vi để có thể công kích vào Sinkivka từ nhiều hướng. Trước đây họ chỉ tiến công từ một hướng duy nhất là đây, và chắc là bạn còn nhớ họ đã phải chịu thiệt hại nặng nề như thế nào. Video cuối cùng, quân đội Nga thành công phát hiện và phá hủy một hệ thống phòng không Iristi đâu đó ở lân cận thành phố Kharkov. Ngoài ra, bệ phóng của nó cũng đã bị phá hủy dưới sức công phá của một quả tên lửa Iskander. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.